kinh không? Khách lại bảo là mua. Nào. Đi vào kia. Bán này còn bán dứa này. Đi 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 hái dứa để bán. Nắm nghề. Không thấy chưa? Anh em đang đi xếp cây bỏ mẹ lên thằng kia dám nói phét là lên Hà Nội. Bỏ tao ở đây thì. Đây. Chắc là ấy được tạ ấy nhỉ. Tạ đấy. Anh em ở trên kia là người ta bán 20.000 đây là như cái xanh này cũng được này. Ơi bé tí thì cứ vặt vào chứ không thì phí thối mà. Xanh như cái kia là cũng được cái kìa. Vàng quá như thằng sáng nay thì con thằng Dũng nó bảo quá nước. Đây này. Đây này. Đây này, sáng nay thằng con thằng Dũng bảo cái kia là xịt quá nước. Đây này. Đây này, đây là ai vặt rồi đây này. Đấy. Dứa. Cái kìa, ai vặt rồi cái kìa, chỉ việc xách về thôi này. Đâu? Nhớ phải. Quả này nó vẫn ấy lắm, xanh lắm. Đi tiếp. Đi tiếp. Cho vào trong ý. Đây. Vặt đây xong rồi vứt đây này. Ai vặt đi. Rồi, vặt đây. Xong rồi không ấy rồi. À, như kiểu là vặt đi để cho cây nó lớn ấy không ạ? Đôi khi những cái cây mà nó bé quá ấy. Vặt đi để cho cây nó lớn ấy. Rồi. Mày leo xuống tía đéo leo lên. Đây này. Chỉ cần khập một phát là được. Đây. Đơn giản. Túi mày cứ cầm đi mày còn không cầm à? Đây là dứa khác này, đây là quả dứa khác này. Sao biết vừa dứa khác? Ná nó khác rồi. Là loại khác à? Ừ vậy. Ná con này nó không có gai này. Ừ. Con này không có gai này, con này lại có gai này. Nắm loại nhỉ. Dưa mới dưa. Đi vật dưa. Đâu có trò gì. Ăn cái dưa này là ăn được cả mắt. Rồi sáng nay con thằng dở hơi này. Con dở hơi này nó vứt mẹ đi này. Chán. Người không có thì cứ thòm thèm. Người ăn thì mẹ ăn thì vứt đi. 20.000 một cái này đấy. Trên nông nghiệp ấy. Anh em chúng bán 20.000 một cái này đấy. Không phải rẻ đâu. Để một chỗ mày tha ra đây không tí mày lại tha về. Đúng là con dở hơi. Đi mua đường. Để làm sao mà tí nữa quên là được. Người thì không có mà ăn. Người thì ăn không hết. À, sáng nay mình thấy này. Cứ vặt xong rồi vứt. Cứ vặt xong rồi vứt. Con này ăn là phải rửa đấy. Này. Cầm để dọc đường đi ấy. Tí nó quên đấy. Sáng nay còn anh ăn cả thanh long ruột đỏ. Tí nó về ăn cả hai loại xem nó khác như nào. Sáng nay còn đéo biết ăn cái loại nào rồi cơ. Các ông thấy cuộc sống sướng không? 20.000 đấy. Thấy thằng dở hơi nó bảo là trên nông nghiệp là anh em. Đây làm gì có gai đâu. Anh em ở trên nông nghiệp là người ta bán 20.000 một cái này đấy. Sáng nay thì các cái vàng ấy nó bảo nó quá nước rồi. Thì là cái này là được. Cái này không có gai. Đấy. Dứa thằng sáng nay nó bảo cái loại đéo gì nhỉ. Hết rồi. Mới trồng thử nghiệm được có tuần này thôi. Xong rồi một cái ở ven đường thôi. Bọn này bé lắm. Tuyển chọn bán cho khách chứ có phải là ăn đéo đâu, ăn bình thường thì thế nào cũng được. Thế rồi em ơi. Này. Thế thì là đéo bao nhiêu. Tía con này kia nó đi lùng tiếp. Chắc là xanh xanh như này cũng được này. Sáng nay ấy cái vàng quá thế nào. Là nó bảo quá nước rồi. Sáng nay hớp rồi. Sáng nay hớp rồi. Đôi khi là hình như là cái nghề trồng dứa này là
những cái ấy là phải vặt đi ấy, để cho cái cây nó lớn này. Về thì ông cõng chắc là cõng lại xin giống như là trồng. Rồi vặt đây, ông để mấy hôm còn đéo thèm thu về, thế mới hay. Xuống chú chơi. Anh em còn đang bốc cây, chắc là đến đêm nay thì mới xong được, mới về xuôi. Ông ở trên này cũng chán này, bảo thế này ở nhà rồi đọc về các thể loại kia là còn đóng góp hơn, chứ đi lang thang thế này, đi vặt dứa dạo như này đéo đủ công không ạ. Đây rất nhiều nhá, nhưng mà cứ bẻ không vứt đi, nó rất hay đấy. Đây tôi lấy rối làm gì đây, cũng phải tầm ngày rồi có cần thu hoạch đâu, cứ bẻ xong rồi ăn không hết. Nhà có điều kiện, người thì không có thì à. Cái quả la vàng ấy có một lần nhá, tôi muốn mua thử để tôi bán giống này, tôi phải biết ăn quả nó ngon không để mới bán giống này. Mẹ 500.000 một quả, hôm nay ăn thì còn vứt đi ném nhau. Ôi, nhà có điều kiện. Này cái Thủy ơi, tha về đi Thủy ơi. Đây nó cái sáng nay ăn là cái loại mà không có gai, sáng nay không có gai, cái loại này ăn được cả mắt nhá, mắt nó không bị ngứa. Ông nào mà ở Thọ Bình thì nhưng mà tí nữa hình như là bẻ đi chỉ lấy cái ấy thôi, chứ đi làm véo cho nó nặng xe. Tôi nghĩ là mang cả cái này về thì ông nào ở Thọ Bình tôi mang về cho mà trồng, nhưng mà cuối cùng chắc là không mang cả cái này đâu, chỉ mang cái quả về ấy cho khách thôi. Nó lại đi đéo đâu rồi. Đôi khi là ăn thì chán này, còn sáng nay thì nó cái loại này nó rất nhiều nước, nhiều nước thế là anh em bảo làm sinh tố. Với sáng nay lúc nãy là mấy chị em là đi bốc cây ngoài xếp cây lên rồi, lên xe rồi, lên xe rồi, tìm xem còn ngon ngọt còn cái gì nữa không. Đây như cái này là chắc là được. Mẹ lúc thì vứt đi, lúc hôm nay lại khách ở nó lấy để ăn thử. Đây. Ui. Trồng bình thường trồng dứa người ta trồng kiểu đéo gì, trồng đéo kiểu này. Chắc là đi dọc chỗ này.